Hi, chào mọi người ha. Hôm nay mình tiếp tục chơi ARK với lại Pokemon. Thì tập trước đã có được con Charmeleon. Con này cũng rất là mạnh, từ con cũng shiny luôn. Nó giống như là con nhỏ nhỏ của mình đây nè. Đấy. Shiny này thì nó cũng không khác với con bình thường, nó chỉ là nó chỉ là rất hiếm thôi. Con này không thể tìm khó, nhưng trong ARK thì nó dễ. Ở trong các bản Pokemon khác thì do con này là tỷ lệ rất là khó, nên là thành ra là mấy con size này rất là hiếm. Đẹp. Chỉ thay đổi về màu sắc thôi. Mình nghĩ là theo cái cách quýnh của nó thì chẳng thay đổi gì nhiều lắm. Quay đam ít máu nào. Chết cha rồi. Oh shit. Nó vô lại bóng rồi. Cái này là trong cái thú của mình thì nó không bao giờ bị chết nha. Khi mà mình... Khi mà ví dụ như là trong ARK mấy con này thì nó có thể bị tấn công chết, nhưng mà mấy trong đây thì nó sẽ có một cái nhất định, đó chính là không chết được. Đấy. Nó phải hồi máu thì nó mới ở ngoài được. Còn nếu không thì nó sẽ tự như nó tự chui vào bóng, nó bị mất máu thì nó tự chui vào bóng, rất là hay. Đây là có một con ngựa một con cáo. Mấy đuôi trời. Cái này trên 9 đuôi không? 3, 6. Ơi con này rất là dữ nha. Wow. Ui mẹ, nó mạnh dữ hả? Ui shit, tiêu rồi. Ây da. Chết rồi. Con này sẽ không chết, mình chết đây nè. À no. Oh shit, thật con này mạnh quá. À nó không bơi được. May quá. Mình tính đi luyện ít level mà gặp con này thôi thua rồi. Nó quýnh mạnh dữ á. Quýnh 800 mà con kia quýnh được có chút xíu à. Trời ơi thiệt tình. Ra lại đi cưng. Tao hiu máu cho. Mày lên đam đi. Mày 6.800 máu hả? Không đủ đam chơi với nó. Ok. Lại nào. Million. Ồ con nào? Con này có Charmeleon chứ ta. Mày. Phun lửa mới chết. Chết cụ mày. Tao quýnh 800. Ok, giờ là chắc chơi được nó rồi. Có hồi máu mà. Ôi quýnh nó quýnh mình 800 luôn. Con này mạnh á. Nó chạy khá là nhanh, con Charmander của mình quýnh không lại. Con này có một tiểu sử khá là tội. Nó là bị cái thằng Generic bỏ đi. Thì con này nó thể theo thằng Taxi. Thằng Taxi thì rất là thương con này. Vì thương nó nên là luyện nó thành tiến hóa lên được cấp độ như thế này. Và cấp tiếp theo là nó phải quýnh với lại thằng Generic thì này nó mới lại vô được cái version rồng của nó. Chạy hả? Kỹ năng chạy vòng tròn là gì vậy? Mày chạy đâu? Phun lửa mày nè. Mày. Ô, lửa đốt 100 máu trên giây. Con này level 500 luôn á. Mình thì mới nép lại level Pokemon. Tại vì trong cái quả bóng của mình nó chỉ support tới Pokemon khoảng từ level tới 150 là hết đá rồi. Mà nhưng trong đây thì nó vượt quá sức. Nó lên tới tận như là 8.000, 12.000 thì sao mà quýnh nổi. Đó, mới liền nó có xíu lên level nhiều rồi. Lên được 17 level. Ok, hồi máu cho nó. Mình có cái heal cũng đỡ. Tập này sẽ đi săn con Charizard. Thì hơi khó để săn con đó đấy. Rùa. Rùa 55 thôi hả? 6. Đi farm Đi farm ít level cho con Charmeleon. Đi vô cái khu rừng ở trước mặt chúng ta nè. Cưỡi này mới vui chứ. Trong đây là con nào cũng cưỡi được hết. Không, có vài con nó nhỏ quá thì không cưỡi được. Có thể là nhập vô nó luôn. Mình cưỡi như thế này thấy vui hơn là nhập vô. Cái lửa nó thổi vô mặt hơi khó chịu. Xây này nhìn đẹp hơn ha. Đâu rồi? Pem tàng là Digimon không vậy? Digimon không vậy? Million. Ok, với đây có Pokemon này này. Ơi, mình xuống mình bắt con rùa đi, đúng rồi đó. Bắt con rùa được không ta? Ôi, rùa này 20 thì đơn giản. Golduck nè. Golduck 145 nè. 145 nè. 145 thì quá đơn giản rồi. Còn nó yếu. À, cấp cỡ trăm... Sao mày trôi ghê mày? À, con này thì khá là dễ. Mình có thể dùng ná mình bắn xỉu nó trước. Coi turbo của nó nhiêu. 4.000 đúng không? 4.000 thì hơi căng á. 4.000 thì ná nó chơi không nổi. Cung. Ok, cung vậy. Ê, return vô lại đi. Đâu rồi, con rùa đâu rồi? Đây, 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 đây. Sao con rùa đi nhanh quá ta? Ui mẹ ơi, con này ghê ấy. Bắn nó cái nó bắn gì mà nổ tường luôn ghê ấy. Ui, mấy cái hạt nước mà chúng là đi luôn á. Trời ơi, cái hạt nước kìa. Con này nhanh quá. Trời ơi, trời ơi, trời. Bắn gãy cái cây luôn. Mày canh bắn nước anh à. Đâu có dễ trúng đâu. Nè, 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 mấy cái bóng nước nè. Chạy. Làm gì nhau, làm gì nhau. Làm gì nhau. Làm gì nhau. Mới có 700 mà cái cung này cùi vậy trời. 700. Ây da, nó áp sát là chết đấy. Nó vừa bắn ra hai cái cục bóng nước rồi. Con rùa này nguy hiểm quá. Đáng lẽ là từ con nhỏ lên mà mình chơi mình bắt một con hệ ba luôn rồi. Thì bởi vậy thì nó phải mạnh hơn con bình thường rồi. Trời ơi, nó quýnh cái tường ạ. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây. Ê. Không nhìn thấy turbo được, lâu lâu nó không nhìn được. Level 20 mà sao turbo mày cứng với mày. Chắc lấy chạng ná ra chơi thử coi. À quên ha, mình dùng số 8 mình cột chân lại. Ôi, cột không được các bạn ơi. Ấy da. Ôi, xem chết rồi, xem chết rồi. Trời ơi, trời. Cái chằng náo rồi. Mày. 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 Hồi nãy chằng ná có tác dụng hơn nè. What the fuck? Bắn không lên luôn là sao? Ôi, chàng ná bắn không lên luôn. Vãi tèo rồi trời. 4.000 nó rỉa nhanh vậy trời. Không chơi được. Khó quá, khó quá. Để mình chế cái stay 1 coi. Ok, chế cái cung loại 1 đi, cái cung này bắn cùi quá. Cái cung loại 1 bắn ổn hơn á. Đó không ta? Cung này đúng ta? Tran Win 1. À, hình như đúng rồi đó. Tao ăn rùa rồi. Khó vậy. Chạy chạy ra biển hả? Ui ơi. Chết rồi. Ê. Bắn bóng nước hả mày? Bắn bóng nước hả mày? Không nhìn tôi được, kỳ kỳ ta. À có nhảy nè. Cung này không biết có khám khá hơn gì cung kia không. Cái cung kia là cung ấy à, cung của game. Bắt con rùa mà khó vậy trời. Khó hơn bắt khủng long nữa. Mày vô đây, mày vô đây. Mày vô đây. Ui, trời, đậu phộng. Hết cả hồn. Đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Mẹ bắn nãy giờ có 30 cục. Ôi ơi, chết. Bể giáp hết rồi nè. Mẹ nó, con này nhìn nó đơn giản vậy nó quýnh mình tụt quật luôn rồi. Mày được lắm, đợi chút. Đợi chút các bạn, đợi một chút mình sẽ về mình lấy cái vũ khí này ra. Mày chết với anh. Mình về mình lấy cái vũ khí này ra, nó xác định rồi đó. Nhớ mặt tao á. Nãy giờ bắn cái cung này nó có bắn còn 10 mấy cái luôn mà nó không có tác dụng. Bắn cả 100 mũi luôn á chứ. Mình phải đi về. Ở là level giảm rồi nè, level trăm mấy á nè. Chứ mà bắt mấy con cũ level mấy trăm ngàn không mà mình giảm độ khó xuống rồi. Cái tập hôm qua hình như nó bị lỗi xử lý sao á, mình quay 1080 mà nó bị lỗi sao nó còn có 360, cái đó do YouTube á, YouTube nó không có cập nhật. Nó không có sửa lại nên là từ từ thì nó mới tự chỉnh qua được. Súng hả? Ờ lấy súng đi. Không, lấy cây này đi, cây này bắn 2 phát xỉu. Nó lấy súng này đi. Mày ép buộc tao rồi đó. Mày chết với tao. Mình vác súng đó rồi. Cái súng này có vẻ êm hơn á. Để mình bắn con này thử coi. 4.500. Ok. Được rồi, được rồi, được rồi. Khẩu súng này chơi ổn. Mày chết với tao, có con rùa kìa. Tao cầm cung tao đi săn mày coi như phế luôn mà. Mình cầm cung mình săn nó gần như là không tác dụng luôn á. Ở cái map này chơi được cái là xét đánh hoài luôn. Con mụ rùa kia rồi. Mình sẽ bắt nó và bắt con rùa nhỏ. Hình như nó từ con rùa nhỏ lên con rùa này luôn phải không ta? Hai bố con mày đi với nhau vậy đó hả? Mày không, mày tưởng tao không biết bắn hả? Ê, mày nghĩ hả? Sắp xỉu rồi, sắp xỉu rồi. Tầm 4 viên. 3 viên rồi nè. Tàn áp sát nó nã súng không ta? Con này nó khôn vậy. Chạy chưa, chạy chưa. Ôi mẹ ơi mẹ. Ngu, tự mình ăn đạn của mình. Ngu. 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 Ủa kỳ ta. Sao con này nó không ăn đạn này ta. À gần xỉu rồi kìa. Nó bắn gì mới đã chứ mà bắn ấy cái xỉu luôn thì nó không có hay. Mày hả rùa, trời ơi, nó ăn kìa. Mày hả con rùa. Mày. Tí nữa mình đi bắt rồng nó không biết bắt sao đây. Bắt con Charizard ấy, bên núi lửa thì không biết có đủ tuổi bắt không đây. Bắt con này muốn lòi họng luôn à. Sao mà nhây vậy trời. Ủa 2.300, nó đứng ở 2.300 luôn. Ủa kỳ ta, sao lúc tăng lúc giảm là sao ha. Khó hiểu vậy. Con này nó. Ủa kỳ vậy ta. Học rồi mày ơi. Ơi sao bắn không lên ta. Có gì đó sai sai rồi. Có gì đó sai sai rồi. Để mình bắn thử cái cung này coi. Sao mà càng ngày càng kỳ ta. Bắn kiểu gì mà không xỉu luôn, là càng ngày nó càng mạnh lên là sao. Càng bắn càng lên đề kháng hả. Đó giờ thì thấy lên nha. Tí nữa thấy tụt nữa rồi. Nhưng mày hành tao bắn mày gần như là chục phút rồi đó. Bắt không khác gì bắt boss đấy. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Chạy đúng không. À, nó tỉnh dậy luôn, phải thiệt vậy. Ủa kìa con này nữa. Bữa ơi ta. Con này nó có khả năng hình như trừ turbo hay sao á. Ghê vậy. Con này nhìn cơ bản mà sao nó ác vậy. Mày nhây quá rồi đó rùa ơi. Quăng tiếp. Quăng vô cái lưng của mày luôn nè. Không ổn quá. Sao bắt con này giờ khó quá trời. Nó tự khoảng hình như là con này tự debuff được. Chứ dạng như là mình ném nó mà không bắt được nó là nó xảy ra được luôn. Mình cứ đợi nó thôi. Ok là nó thấm thuốc rồi đó. Nó giải một lần như 4.000 luôn hay sao. Ok gần xỉu rồi, không cần bắn nó đâu. Nó sẽ chạy ngay đây thôi. Chạy đi đâu mày. Ném ngay lưng nó không. Nó giảm cái tỷ lệ bắt trúng. Ủa con Nidoran nè. Con này con cái sao á. Con đực là nó quýnh mình rồi. Mà sao nó đi cái tướng nhìn dễ thương quá vậy trời. Cái what the fuck nó mới xỉu mà. Con này ảo quá mọi người ơi. Ném luôn coi nào. 8% cơ hội bắt dậy cho rồi. Nó level thấp mà bắn nó xỉu, mà nãy giờ nó không chịu xỉu là sao ta? Mày vô lại không? 1% tỷ lệ rớt dần. Ăn cái cục này là chết luôn á. 5%. Ăn cái cục đó là đi luôn rồi, nó tự ngu rồi, tự bóp giái rồi. Ngu, ngu người. 1%. Ấy ấy. Tao phải, tao chạy với mày, tao đuối rồi đó. Vô. Quả bóng cực kỳ kinh. 13%. Lên lại được 13% mà nè. Mỗi lần mà được cộng 10% hay là sao ta? Thấy cái khả năng bắt. Ném ngay đầu. Yes. Đó, bắt vậy thì nó vui hơn đúng không? Con này là Blast. Đấy. Đấy, mình đã có được nó ở đây. Mình có thể cưỡi được nó luôn. Ôi, mình bị nạn. Con rùa xấu xí này. Ôi, con này không có xấu xí đâu. Con này mega nó gắn thêm một cái đại bác nữa ngay giữa lưng nữa. Cực kỳ khủng. Rồi, phải đợi cho nó lên cấp ra. Nặng, mình nặng quá. Nó cưỡi, nó chở không nổi. Một xíu nữa thôi, một xíu nữa. Hiện tại là 945. Ok, tăng 1 điểm đó là ổn rồi đó. Có thể đi được rồi. Đấy. Trời, con này quýnh mạnh nhá. Nó quýnh có 1000 luôn cơ, mình chưa tăng đam luôn. Wow. Ơi mà sao con này mình chui vô luôn ta? Sao nó có hai loại này sao á? Nãy con kia thì mình ngồi trên đầu nó, con này là mình nhập vô người nó luôn. Có một con loại con rùa mình có thể là mình không cần, mình không cần phải chui vô người. Chui vô người nguy hiểm quá. Ok, hay được rồi, để tao đem mày về. Chạy bộ về mày ơi. Rồi. Khó khăn thì đã được giải quyết. À, sửa lại bộ đồ mặc ra. Đi qua một con rùa khó vậy đây. Còn bắt con rồng không biết bắt nổi không đây. Ăn thịt sống luôn. À, trở về ngôi nhà thân yêu thôi. Quá khó để bắt con này. Cực khổ, nó remove turbo ghê quá. Con này thì có thể tiến hóa được nè. Bích mày về luôn. Tiến hóa được con rồng trong Digimon thì đa phần là tiến hóa từ con nhỏ lên không à. À, để mình cho vô nhà đã, mình cho nó tiến hóa mọi người coi. Hôm qua giờ mình giết biết bao nhiêu con này rồi. Nhờ nó mà có thịt. À, khu vườn Pokemon. Đấy. Để cái thẻ vào. Ủa mấy cái thẻ đâu hết rồi ta? Ê, Charmander có cầm không? Ủa Charmander cả 100 cái luôn. Ủa Gen... cái gì à? Generate hả? Generate data. Mình cần data suột. Không phải cần data cluster. Ủa cái đó sẽ làm bằng cái gì ta? Digi-evo hả? Cái nào ta? Hơi bị khó rồi. Digi Không biết cái bàn của nó là cái bàn nào đây. Ok, có rồi. Yata Cluster cần Yatabai. Có Yatabai không Charmander? À, nó có Cluster luôn rồi nè. Cluster. Ồ, con này là Squen mà. Ồ, kỳ vậy. Sử dụng để tạo Crit Squen. À, đây rồi. Đây rồi, cái này. Vải tèo được có 2 cái à. Wow, 2 cái. Không qua đứa nào cầm nữa ta. Không qua nhớ nhiều lắm mà trời. Hôm qua nhớ có nhiều lắm mà ta, sao lại đang dục hết rồi? Hay là mình để trong rương rồi? Nhà coi coi, rương có không? Không có, đây không có, chắc luôn, chắc là ngoài đây. Ở đây, đây. Ketabai, Ketaclutter, không phải, Squen mới đúng. Bye. Wow, không có má ơi. Đi kiếm mấy con Digimon giết coi, tiếng hóa anh con rồng. Đâu hết rồi? Mấy con này nhỏ xíu à. Metal nè, farm nè. Vừa đi vừa farm. 7. À, mấy con này đâu hết trơn, bên đây nó không ra ta. Bên đây nó ra ít hơn là chỗ khác, chỗ nhà mình ở. Còn cái khu mà dường như là Pokemon nó ra ít lắm luôn á. Đi qua để giết mấy con này coi. Đây rồi. Level 1 hả? Được. 1 cung. Xỉu. Bye. Clutter. Rồi. Làm cái square được rồi. Ok. Làm được có 3-4 cái à. Phải chơi dạng tiến hóa này vui nha. Chơi mà không tiến hóa cùi sao á. Tí nữa mình sẽ qua cái khu núi lửa bên kia. Chắc là phải làm cái thuyền. À, mình định xây cái nhà hiện đại mà, nhưng chắc là không có đủ thời gian để xây cái nhà hiện đại đẹp lắm. Nó có cái aquarium nữa, aquarium middle nè. À, để bữa sau mình vô mình xây vậy. Để thử là mấy cái coi. Hôm nay chúng ta sẽ làm quá trời thứ. Đấy, cái này đẹp lắm luôn. Đây là nhà hiện đại mà mình cũng chưa biết cách xây như thế nào nữa. À, demo thử một vài thứ. Tám này đúng không? Đây là cái trụ nhà. Wow, bằng bê tông mới man. Cái trụ số 9 là cái trụ mà nó what the fuck trơn tru. À, đây là cái trụ của nó đây. Cái trụ rất là cứng cáp luôn. Còn đây chỉ là cái hồ cá. Ủa đâu rồi? What the fuck? Đã xây đét ra đâu? Đây nè. Đây. Hồ cá mập. Chất chưa. À, đây là cái hồ cá mập của nhà mình, có thể làm nhà hiện đại á. Ui mẹ. Ấy da. Cái ngu rồi. Đó, bữa sau mình sẽ nghiên cứu mình chế cái nhà trong tập sau đi. Nếu bạn nào hứng thú với cái nhà hiện đại. Thấy cái mod xây nhà hiện đại cũng rất là đẹp. Đó, cầu thang nằm nhà lên. Ở đây sẽ là một cái căn nhà, cái phòng kiến á, có thể nhìn xuống đây là cái sân kiểu như là mình để Pokemon đi tự do. Đó, cầu thang lên đây, đây. Hồ cá đẹp quá ha. Không có xuống được đâu. Thiệt tình đó nha, chắc là phải xây cái hàng rào bảo vệ để cho té sắp mặt hoài vậy. Leo lên nhìn cho nó đã mắt mà té miết luôn. Nhìn đẹp phết đó chứ. Số 8 kìa. Trụ nhà thường để ở chỗ nào? Này, lên. Đó, mấy cái trụ nhìn thấy nó ghê. Rồi đi qua tiến hóa con này là coi. Từ một con 1 chấm này tiến hóa lên 4 phải không? Ok. Trả đây mày. Mấy con Pokemon thì do nó bị ngưng phát triển đó, thành ra nó không có tiến hóa được như mấy con này. Tiến hóa được như mấy con này thì quá tuyệt rồi. Ghê hả? Tiến hóa lên được con rồng đó nè, nếu có gen rồi Squen nữa. Mà mình 8 cái lần các bạn. Tám cái nữa mình mới tiến hóa lên được nữa. Thôi lên dạng này để bữa sau dạng kia nếu bạn thích con này. Để... Ôi, chết cha rồi. Nhảy lên, nhảy ra mới được. Đó. Con số 4 mày round đi mày. Đó, rùa mới về. Charmeleon và con Blastoise. Mình có nên... con này nó có giúp mình bơi qua sông được không ta? Mình để nó ở nhà đi, mình để tụi nó ở nhà đi. Mình sẽ đi qua cái rặng núi lửa bên kia để tiếp tục cuộc hành trình bắt Pokemon. Đi theo đó phải cầm một cái khẩu súng. Súng này là loại súng mới. Lấy 5 viên đạn thôi. Cái này không phải là Master Ball rồi nha mấy bạn. Nhìn cứ tưởng Master Ball nhưng nó không phải. Nó là cái máy chế Pokemon đó. Cái này là cần kiếp lắm thì mình sẽ sử dụng cái loại súng này. Đây là cái khẩu súng mới. Hay đã không? Chúng ta sẽ làm cái bè và đi qua bên núi lửa. Chỗ này cảm thấy an toàn đúng không? Từng. Đây rồi, đây núi lửa đây rồi. Núi lửa sẽ rất là nhiều tài nguyên quý hiếm á. Ok, mình sẽ làm một cái bè. Cái bè đâu rồi ta? Tyran không? Có con Tyran không? Tyran Trum mà, không có con Tyran Pokemon Á Thần các bạn ơi. Có Rirantina luôn mà con kia không có ta. Có Metagross, Latios, Latias có luôn, Entei có luôn. Entei chứ. Có con này nè, con này dưới nước nè. Mà sao con huyền thoại kia lại không có nha. Tờ y không có rồi, có là nó ra rồi. Hay là có thể không chế được nó là mình phải đi tìm á. Ơi có trứng may mắn nữa bay, lúc kia ép nó kìa. Cái thuyền đâu rồi? Đây rồi. Đã chế được em. Chúng ta có thuyền ra khơi rồi. Sát đây tí. Yes. Lên thuyền. Woo. Ra khơi. Chiến ra khơi đầy sóng gió. Chế thuyền quá dữ luôn. Chế kiểu dạng như là super hero rồi. Chúng ta sẽ đi thẳng tới cái núi lửa đó. Cái vùng đất bên đây mình cũng chưa qua bao giờ. Đi nhớ về nhà gần cái trụ này đúng không? Ok. Núi lửa sẽ rất là tài nguyên nhiều. Mình nãy mình toàn đi bộ không à. Đi bộ mình đi đào tài nguyên á. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua núi lửa bằng cái thuyền này. Các bạn thích mình làm mấy cái thuyền khổng lồ không? Cái thuyền như là gọi là thuyền chiến luôn á. Nếu thích thì đừng quên comment bên dưới cho mình biết. Mình sẽ cho các bạn thấy những cái thuyền khủng bố nhất trong Ark Survival. Ở dưới nước có gì không? Còn silica không ta? Nãy ra đây lượm silica nè. Ê! Đu. Lên lên lên. Măng tì này nó giết luôn. Trời ơi, nó chạy nhanh kìa. Ôi ơi, mấy con cá biệt, mấy con Manta nè trong Pokemon Ultra Sun nè. Đậu phỏng xém chết rồi. Không có giỡn được. Map này là đa phần là nước không à. Thời kỳ bị chia cắt lục địa rồi. Để đi kiếm Việt Nam cái đó. Dưới nước không có tài nguyên gì hết. Ê, lui. Chết rồi. Súng rồi. Súng bắn không được, phải thiệt chứ. Gì giờ lại mưa. Chúng ta gần đến núi lửa rồi các bạn ơi. Qua chế cái thuyền mới. Nhìn vậy mà gần vậy mà sao xa dữ ta. Game đưa thuyền luôn á. Sao mình bứt rắc mình thuê cái mô tô cho nó lẹ. Đi thuyền không hiệu quả lắm. Slow mo 100. Mình chỉnh cho nó qua mưa. Ơi, hình như là con sái nì của con wow, ok. Mình sẽ lên bắt con này. Hay quá. Chuẩn con mở luôn. Đây là sái nì nè. Nhìn là các bạn biết là màu nó khác cái con dạng 2 bên kia. Nè, con này dạng 2 nè. Bình thường con này là con bình thường, còn con sái nì thì nó có cái màu sắc khác thôi. Mình là một con cực hiếm rồi, nhưng ở trong đây thì nó không có gì là cực hiếm hết. Hôm nay là giúp mình trải nghiệm dễ hơn. Cái what the hell, có gì đấy? Ok, ném thử coi. Level bao nhiêu? What? Ấy! Chạy nè. 7% cơ hội. YouTuber cho cô. Con này chắc không bắn được. 2007 cũng nhiều á. Ôi, trời hết hồn. Được luôn rồi các bạn ơi. À, bắt kiểu này thích không? Đó, con này rai kiểu độc chiêu hơn này. Wow, ơi. Con này mạnh hơn con kia. Ôi, con sái này mạnh hơn. Nó quýnh ra nước luôn nè. Kỹ năng nước luôn. Wow. Đâu rồi. Con Dịch bớ rối. Quýnh lộ không dịch. Dịch bó rối. Mày sao quýnh là tao dịch. Mày hãy dịch. Mày hãy dịch. Rồi đi luôn ấy. Rồi, cho tao miếng thịt coi nào. Rồi, ok. Vô lại bấm thôi em ơi. Ok, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Núi lửa đang chờ ta. Còn một xíu nữa là tới rồi. Ok, chúng ta gần tới cái đảo rồi. Cái đảo thấp thoáng đó là một cái khối và một cái gọi là dung nhau. Hình như mình thấy một con gì trên bản đồ kìa. Một cái quả bóng hả? Tiến sâu vào đảo này rất là nguy hiểm luôn. Rồi, bắt đầu thấy cho rồi. Một con Nidoking, một con Machamp, một con ngựa lửa. Wow, căng nha. Con ngựa lửa trong đây đẹp vậy trời. Ôi, có cả con này luôn. Lucario. Ôi, đúng là cái khu bên đây là khu kinh khủng không à. Nó được tính lượng máu lên 108.000. Con Machamp level 111.000. Con này 75. Và nhiệm vụ chúng ta là bơi vô. Có chừng hư thì. Ê chết cha. Ơi sao mình bị rớt xuống nước vậy ta? What the hell? Ok vậy. Không ổn rồi. Ok, được rồi. Kỳ vậy trời, bị gì vậy? Ôi, mình bị lỗi. Lấy thuyền mà cũng bị lỗi hả ta? Từ từ để mình làm cái fountain lại đó. Mình fix lỗi cái. Có thuốc ngủ không ta? Không có thuốc ngủ. Ok. Cái giường ngủ có không? Best. Ok, ổn rồi đó. Mới dùng cái này để trở về nhà. Dùng cái tele này sẽ hết bị. Chúng ta nên né con Nidoking này thì tốt hơn. Level 240. Khá là kinh khủng đó. 6.000 turbo. Mình nên né nó thì tốt hơn. Nếu được thì mình có thể giết nó. Có vẻ con này nó không quýnh mình. Ok. Vô trong đất liền nào. Ở lộn, vô trong núi lửa nào. What the fuck? Mewtwo các bạn ạ. Và mình đã thấy được con xe này Charizard rồi. Và có cả bé Mew nữa. Ôi, bên này cái khu này dã man người ta. Nhiệm vụ chính là bắt rồng. Thì bắt rồng. Giờ có con huyền thoại thì mình cũng chẳng khe. Vì giờ mình bắt bằng quả này. Cái nó hơi phi lý á. Giờ hâu tu mà bắn trúng đi trời. Đậu phỏng mới cao dưới trời. U mẹ ơi, trúng rồi. Oh shit. Oh, đừng nói chết luôn con này nha. Chạy. Ê, bỏ cạp nữa. Oh fucking shit. Này hơi bị bố láo á, đi qua núi lửa. Mình mà có cái không đủ time để tranh cái cục trói. Ok, chạy trước đi. Ok, nó không dí mình nữa. 22.000, ok. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. What? Đâu rồi? Đậu phóng có tí rét nó điên luôn. Kia rồi, kia rồi, kia rồi. Yes. Xíu, 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 xíu. Không 0% cơ hội bắt. Tiêu mình rồi. Oh shit. Các bạn biết đó, vậy con này là 0% mà nếu mình mà đụng qua tới con này là thì chết luôn á. Ê cha cha, quên, đợi nó hết debuff ra. Mình cảm giác rung cái khu vực bên này quá. Đợi nó hết debuff ra. Có thể bắt được chứ. Shiny khá là khủng. Bắt được nó mình cưỡi nó về luôn. Vô đi em ơi, vô đi em ơi. Không 0% cơ hội. Race up. Khó rồi. Không được thì mình còn một cách cuối cùng đó chứ biết gì không. Cho nó ăn thôi, đơn giản. Muốn bắt cái con Mewtwo á, chuẩn bị tốt nhất là mình nên chuẩn bị Master Ball. Chứ bắt được nó chứ là không có cách nào để bắt được nó trong tay đâu các bạn. Ôi có cái con mà mình thích nữa nè. Con băng á, con slash băng á, con nó mạnh lắm luôn á. Nó đang tiến gần tới cái khu vực ở dưới. Khu vực ở dưới là khu vực khá là nguy hiểm. Đúng là cấp nó 350 thôi mà mình bắt nó dường như là rất là khó luôn. Con Mewtwo này không biết nó dữ hay nó hiền nữa đây. Ném ngay mặt đó nè. Máu nó đã yếu rồi. Một con nào bị chết vậy rồi nè. Con Nidoking bị giết rồi nè. Mấy con này hung dữ quá vậy ta. Ok, try. Ok, bắt đầu chiến dịch thứ hai. Bắt đó chính là bỏ thịt đùi. Bỏ thịt đùi xem mình. Ok. Nó bị rớt góc lát rồi. Không ổn, không ổn, không ổn. Những con... như thế này chúng ta phải chuyển qua có hai chế độ bắt cho cục thịt. Bây giờ nó đang khá là no đúng không? No đúng không? Tao sẽ cho mày đói. Đói bằng ăn một cây quả, đó chính là cây quả. Máu nó giảm nè, tỷ lệ máu nó giảm nè. Con này mà level có tầm 120 mấy, mình hứa các bạn ném một quả là ngất ngay con gà tây liền, mà nhưng nó level cao quá, 350 lần. Nên không thể ngất ngay con gà tây được. Ăn đi, sẽ đói nhanh thôi. Ở chỗ này nó nguy hiểm lắm. Mình ngay may mình có cái đồi núi này. Con Mewtwo nó lại xuống dưới rồi kìa. Không biết nó có đập mình không đây. 590k máu. Wow. Con mèo nhỏ này mình cũng thích lắm mà nhưng chưa bắt được. 10.000 máu. Ok, Charizard đã được bắt. Vô nào. Ra nào. Bay khá là mượt nha. Không biết con này làm cái yên đẹp không. Cái yên hồi bữa mình cũng có làm một cái đúng không. Mình để trong rương ở nhà rồi. Chà. Mình cất ở trong rương rồi. Ok, để này về, bay về thôi. Con này xài không được. Wow, có quất đuôi nữa. Fighting nữa kìa. Nó có chiêu Wind Attack với lại một cái chiêu Fighting là chiêu đấm. Chiêu đúng là chùm của nó luôn. Đây rồi, đây là Shiny Charizard. Mình sẽ hẹn một ngày không xa, mình sẽ trở lại cái khu đó. Toàn là những con ngon không à. Thử nghiệm coi, con này mới bắt được mà không cần. Dã man. Bay, con này bay quýnh à, chứ không là. Ồ. Wow. Khá là kinh khủng. Đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Con này là loài ăn thịt mà. Trong đây là nói như là ăn thịt vậy. Mình đi về đúng hướng không? Bữa sau có con này là chúng ta sẽ đi kiếm nguyên liệu dễ hơn rồi. Đầu tiên là phải có một con rồng như thế này thì muốn làm gì thì làm. Ok, và video hôm nay sẽ tới đây thôi. Nếu mọi người thích cái series này thì đừng quên để lại một like, subscribe ủng hộ cho mình và những video tiếp theo nha. Rồi, bye bye mọi người.